Xong rồi các bạn biết không, mình khi mà mình bước vô cửa rồi mình sốc tá hỏa luôn, là hả, ổng trơn truồng luôn các bạn, trơn truồng không có mặc một cái gì luôn. Cái đó thì đang chỉa lên như thế này. Ôi trời ơi, bạn biết không, mình sốc, mình nói ủa cái gì vậy, mày mặc đồ vô. Hola, chào mừng các bạn đang xem kênh Mê Tây Vlog. Và hôm nay thì mình tiếp tục cái chủ đề là chia sẻ những cái cuộc hẹn với trai Tây khi mà sau một thời gian hẹn hò online ở trên mạng nha. Như số trước thì mình đã chia sẻ về một cái cú lừa mà cuối cùng là rất là may mắn mình không có bị lừa về bị mất mát tiền bạc, chỉ là mất mát một chút xíu lòng tin. Thì sau đó thì mình cũng, các bạn biết không, mình sẽ ngưng một thời gian bởi vì mình cảm thấy thật sự là sốc khi mà mình không biết đặt, không thể nào đặt để cái lòng tin ở các cái người đàn ông hẹn hò online. Thì sau một thời gian thì mình bắt đầu lấy lại tinh thần và mình tiếp tục nhắn tin và hẹn hò với những người đàn ông online. Thì có những cái cuộc gặp mà các bạn biết không, có những cuộc gặp bình thường thôi, đến để nói chuyện, uống cà phê, ăn uống, thấy không hợp thì thôi. Nhưng mà có những cái cuộc gặp rất rất là cười ra nước mắt hoặc là rất là bực mình các bạn à. Mình chỉ sẽ chia sẻ cho các bạn nghe nha. Thì đầu tiên là một cái câu chuyện về một người đàn ông ở Singapore. Tại vì anh này á, là ảnh để ở trên cái avatar của cái profile đó thì hình là một anh thanh niên rất là trẻ, rất là dễ thương. Thì sau một thời gian nói chuyện thì ảnh nói là ảnh qua Việt Nam, qua rất là thường xuyên bởi vì có công việc này nọ. Thì ok, mình cũng hẹn gặp. Thì mình hỏi là bây giờ anh muốn gặp ở nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam hay là Tây hay là kiểu Singapore. Thì anh nói là tại vì ảnh mới qua và muốn gặp anh em liền, mà anh thì chưa quen với đồ ăn Việt Nam cho nên là có thể hẹn gặp ở nhà hàng Singapore hay không. Thì mình ok thôi. Mình đến đó các bạn biết không, mình tìm quanh 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 quanh, mình đi một vòng, mình đi hai vòng, mặc dù đã tới giờ hẹn rồi mình không thấy ai như cái người đàn ông mà ở trên cái website mà mình thấy. Cuối cùng là mình thôi, mình chọn một cái chỗ ngồi trong góc, rồi sau đó mình lấy điện thoại ra mình nhắn tin, mình nói là em đã đến rồi và em ngồi ở cái góc ABCD gì đó. Thì các bạn biết không, chỉ sau khi nhắn tin một cái thôi liền 1 phút sau là có người đến ở cái bàn mình liền. Và các bạn biết không, rất là sốc luôn các bạn. Cái bác đó bác cũng phải là 60 mấy 70 rồi, bác đến và bác có chào mình hello. Và mình nói mình cũng hello, xong rồi mình nói do I know you, xong rồi ông nói là yes. Là tôi có biết bạn. Cái mình nói là, cái bắt đầu ông mới nói là sorry, bởi vì là bạn trong ở trên website bạn rất là trẻ cho nên là mình sợ là bạn không có chịu nói chuyện với mình, cho nên là đó là chỉ là một cái hình của một người nào đó thôi. Mình trời ơi, các bạn biết không, thực sự là mình rất rất là sốc luôn. Sốc bởi vì là gọi là sao ta, nhưng mà cái bác đó bác rất là lịch sự đàng hoàng các bạn à. Ngoài cái chuyện mình lừa cái avatar để hình đó trên trên mạng và khi mà hỏi tuổi thì ảnh cũng lờ đi, cho nên là tức là khi mà hỏi tuổi, khi mà chat chít thì cũng lờ đi, cho nên là mình không nhớ đến chuyện là người này bao nhiêu tuổi, mình đâu có nghĩ là một cái hình ảnh như vậy thì người ta, mình nhìn hình thì mình đoán là khoảng khoảng nhiêu tuổi rồi, khoảng ba mấy 40 tuổi thôi các bạn, hình rất là trẻ và đẹp trai nữa. Thì bác mới nói thì ok, mình cũng lịch sự, lỡ đến đây rồi thì ok, ngồi nói chuyện, ăn. Thì xong rồi bác mới nói là thật ra là tôi không có nhu cầu gì cả, tôi cũng không có phải là cái người đàn ông mà lợi dụng phụ nữ, nhưng mà tôi muốn qua đây tại vì tôi đã nghỉ hưu rồi, cho nên là tôi qua đây du lịch vài năm một tháng, tôi qua đây du lịch vài tháng một năm và tôi muốn là có bạn bè. Thì nếu như mà em đồng ý thì kết bạn với tôi thì chỉ là đi ăn uống này nọ thôi. Thì thật sự luôn mình cũng nói chuyện lịch sự với ảnh, với bác. Nhưng mà các bạn biết rồi, làm sao mà một cái người, nếu như mà mình không có cái mối quan hệ tình cảm, một cái rung động nào đó thì thật sự là với mình, với một cô gái 30 tuổi như mình lúc đó, hình như là 30 tuổi mình cũng chả nhớ nữa, thì
thì liệu các bạn có thể nói chuyện và làm bạn với một người đàn ông đã 60 mấy tuổi hay không, thì cũng thật sự là rất là khó các bạn à. Cho nên lúc đó mình cũng nói dạ vâng. Nhưng mà sau cái buổi hôm đó thì sau đó một vài lần khác bác cũng bay qua, bác cũng nhắn tin để hẹn mình đi ăn, nhưng mà thật sự là mình không có muốn đi, bởi vì nếu mà bạn đi ăn không á, thì coi như là phần nào đó bạn lợi dụng người ta, còn lại bạn không cảm thấy vui, bạn bị mất thời gian của bạn, và nói chung là không một mối quan hệ mà không được gì hết. Cho nên là mình hay là hay kiểu bận và xin lỗi, tôi làm việc rất là bận cho nên là hôm nay tôi không rảnh, ngày mai tôi không rảnh, đại loại là mình cứ nói cả tuần tôi không rảnh cho đến khi nào bác về thôi. Thì sau vài lần thì bác cũng tự hiểu đó, thì là một cái mình không muốn nói lừa, bởi vì thực sự là bác lớn tuổi rồi và mình cũng thông cảm. Cái người thứ hai mà một cái cuộc gặp này, các bạn biết không, cái cuộc gặp này là gọi là mình lộn gan lên đầu luôn, mình tức ơi là tức, mình tức tức lắm luôn các bạn. Thì cái người đàn ông này là ở Phần Lan, thì khi mà hẹn với mình đó thì ảnh muốn mình đến khách sạn. Mình nói không, em chưa bao giờ hẹn ai đến khách sạn và em chỉ muốn gặp ở quán cà phê hoặc là ở quán ăn hoặc là đi coi phim, thì nếu như mà anh muốn thì em có thể hẹn anh ở những điểm đó. Thì anh mới nói là ok, bây giờ anh đang ở khách sạn trên đường đường gì nhỉ, ở quận nhất có các bạn, các cái khách sạn ở ngay cái cụm gần Bến Thành á, mình không có nhớ cái đường, hình như là Nguyễn Trung Trực hay sao á. Và anh đang ở đây thì em đến ở trước khách sạn, trước sảnh, rồi sau đó mình sẽ đi xem phim. Thì ok, mình nhắm cái địa điểm đó thì mình đặt vé luôn nha các bạn. Tại vì mình là người rất là không phải là quá keo kiệt về chuyện mà ai phải trả tiền trước. Tại vì mình nghĩ một người đàn ông ở nước ngoài vừa mới qua đến Việt Nam thì ok, mình rành hơn người ta về chuyện đặt vé xem phim và rạp nào ở chỗ nào thì gần ở với cái chỗ ở của ảnh. Thì ok, mình book cái chỗ mà CGV ở ngay cái đường Baxter các bạn, là mình nhắm là hai người có thể đi bộ qua đó. Thì mình book và hai vé để xem phim. Đó, thì cái buổi sáng đó mình đến lúc đó là khoảng 11 giờ. Hẹn nhau 11 giờ ở ngay trước sảnh khách sạn. Thì mình đến thì ảnh xuống và mặt mày bí xị các bạn, mặt mày bí xị, nói là xin lỗi chờ tôi một chút xíu, tôi có vấn đề cần giải quyết với khách sạn. Xong rồi mình nói ok rồi tôi sẽ ngồi chờ. Xong rồi mình cứ ngồi vậy chờ và ảnh cứ nói chuyện gì đó ở trong ngay cái quầy lễ tân với khách sạn, nói hoài không kết thúc. Và mình rất là bực mình. Thì cái em lễ tân á, em ra em nói chuyện với mình là em nói chị là bạn của anh hả, chị có thể giải thích giùm em được hay không, mặc dù em nói bằng tiếng Anh ảnh hiểu rồi nhưng mà ảnh không thông cảm, chị có thể thuyết phục ảnh giùm em hay không. Tự nhiên mình bị đặt vào một cái tình thế, ủa chuyện gì đang xảy ra vậy. Xong mình nói ok, nhưng mà vấn đề là gì. Thì cái vấn đề đơn giản là ảnh ở đó và cái phòng ở gần đó người ta đang xây dựng và người ta tạo ra cái tiếng ồn, và ảnh không muốn ở đó và ảnh muốn đi, và ảnh đã ngủ một đêm rồi nhưng mà ảnh đòi lại cái tiền đã ngủ cái đêm qua. Ảnh đòi cái tiền đã ngủ ở đêm qua mặc dù cái lỗi không phải ở khách sạn mà lỗi ở cái ông hàng xóm. Thì mình thấy rất là kỳ cục, thì mình cũng nói chuyện với ok, mình lỡ nhận lời, mình thấy mấy cái em lễ tân này cũng tội nghiệp. Mình nhận lời xong mình giải thích với ảnh, anh đã ngủ tối qua rồi, nếu như tối qua anh không ngủ được anh phải dậy ngay lập tức, anh lấy đồ ra và anh nói người ta là anh không ngủ được, đằng này anh đã ngủ tới qua đêm, anh đã ở trong đó anh chịu đựng hay không ai không biết, nhưng mà anh đã ở qua đêm thôi thì anh trả tiền cho người ta một đêm đi rồi người ta sẽ trả lại tiền cho anh. Không chịu là không chịu các bạn, vẫn không chịu. Xong các bạn biết không, cái giờ mà hẹn xem phim á, là 11 giờ 30 sáng, 11 giờ 30 sáng mà hả, lúc đó nói chuyện đã quá 11 giờ 30 rồi và mình không thể nào chấp nhận được. Mình đã hẹn cái giờ đúng giờ xem phim, mình nói trước cho anh biết, anh biết luôn rồi, nhưng mà anh vẫn cứ cò cưa và nói chuyện giải quyết với khách sạn không dứt điểm. Và mình thấy cái người đàn ông này không tôn trọng mình và rất là rẻ tiền các bạn, mình thấy anh quá rẻ tiền. Ảnh nếu mà anh không ở được đêm qua là anh phải dậy ngay đêm hôm qua và nói là tôi không thể ở khách sạn này, ồn ào quá, người ta sẽ trả tiền liền. Còn đây này, này nằm trong khách sạn một đêm tới sáng mai 11, 12 giờ mới nói chuyện với người ta là cái giờ check out. Thì mình thấy không ổn, hoàn toàn không ổn. Thì mình mới nổi giận luôn. Mình nói bạn rất là không có hiểu biết, bạn ở khách sạn bạn không hiểu quy luật của khách sạn, rồi bạn
hẹn hò với tôi để đi xem phim mà bạn không có tuân thủ, bạn không có giải quyết hai việc cùng một lúc như vậy được. Cho nên là mình quyết định là mình đi về. Rồi các bạn biết không, mình đi về mình đâu có coi phim nữa, đã trễ rồi, đã trễ rồi. Chứ nếu không trễ thì mình cũng cầm hai cái bé đó mình đi xem phim một mình. Rồi rồi tức tức lắm luôn các bạn ơi. Đó là một cái cuộc hẹn gọi là một đợt đầu tiên là cười ra nước mắt, cỡ này là lộn gan lên đầu, trời ơi sốc lắm đó các bạn, muốn tăng xong luôn á. Xong cái cuộc hẹn thứ ba là cái cuộc hẹn này mình nói thiệt các bạn sốc hơn cả sốc luôn. Thì cái anh này là người Ấn Độ thì ai cũng nói là ôi trai Ấn Độ hôi rồi này nọ, nhưng mà mình đi hẹn cà phê với ảnh một vài lần mình thấy rất là thơm. Thì người ta trẻ trung và là dân đi học ở Mỹ chứ không phải ở Ấn Độ, và ảnh đang làm cho một cái công ty dược rất lớn ở Sài Gòn, công ty dược quốc tế nhưng mà có văn phòng ở Sài Gòn. Thì mình thấy ok, đẹp trai và trẻ, trẻ hơn mình nữa các bạn, sinh năm 86 là trẻ hơn mình. Thì sau một vài cuộc gặp á, thì mình chỉ thấy là bạn bè ok thôi chứ không có đi xa hơn, bởi vì mình cái cuộc hẹn với cái anh này mình không có cảm thấy rung động á. Có những cái người mà mình không cảm thấy rung động và mình không có tìm ra được cái điểm chung á các bạn. Ảnh hơi gọi là trẻ trâu, cứ suốt ngày rảnh hôm đi bar, ta đang ở bar này nè, xong rồi mình lúc đó mình cũng là cái thời tuổi trẻ nhưng mà mình cứ thấy anh này mình cũng đi, nhưng mà mình thấy anh này không có cái gì gọi là nghiêm túc cả. Thì một cái buổi tối lúc đó là 11 giờ đêm rồi, ảnh mới nhắn tin cho mình bằng một cái số điện thoại khác, nói là ôi Hằng ơi, tao đang ở đồn cảnh sát và tao vừa mới bị giật một cái giỏ xách của tao, mất hết điện thoại và laptop rồi, tao buồn quá và cảnh sát làm việc cả buổi vẫn không xong, thì làm sao mà xong được, thì mày có thể gặp tao bây giờ hay không. Trời ơi, trời ơi, cái mình nói ờ xin lỗi, ta đang ở nhà nhưng mà tao không thể nào đi vào giờ này được. Có gì thì hôm ngày mai mày cần cái gì thì tao sẽ hỗ trợ. Thì mới nói ok, sáng mai tao sẽ gọi lại cho mày. Các bạn không, sáng sáng mai mình vừa mới đang ngủ chưa dậy luôn á, 6 giờ mấy mình đi làm thì cũng phải 7 giờ mới dậy, rồi trang điểm xong 17 rưỡi mình hoặc là 8 giờ mình mới đi ra khỏi nhà. Thì ảnh mới 6 giờ mấy gọi điện. Xong mình alo. Anh nói là tao đang ở căn hộ của tao và tao cần mày giúp đỡ bởi vì tao không có số điện thoại, bây giờ tao có rất là nhiều giấy tờ cần điền từ công an mà bằng tiếng Việt tao không biết, mày có thể tranh thủ trước khi mày đi làm mày tới mày điền giùm tao được không. Mình tưởng là thật nha các bạn, đó là dạng lừa đảo đó. Mình đến, các bạn biết không, mở cửa ra, mình ổng mở cửa là ổng hé cái đầu thôi, xong rồi ổng mở cửa cửa hé cho mình ra thì mình cũng bước vô. Xong rồi các bạn biết không, mình khi mà mình bước vô cửa rồi mình sốc tá hỏa luôn, là hả ổng trần truồng luôn các bạn, trần truồng không có mặc một cái gì luôn. Cái đó thì đang chĩa lên như thế này. Ôi trời ơi, bạn biết không, mình sốc, mình nói ủa cái gì vậy, mày mặc đồ vô đây. Cái bắt đầu ảnh mới lộ ra nha các bạn, nói thật ra là tao không, tao cũng mất đồ tối hôm qua nhưng mà tao đang cần giải 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 quyết vấn đề và tao muốn mày lắm ba la. Và các bạn biết không, có một đôi giày nữ, đôi giày cao gót nữ và một cái giỏ sách để trên bàn. Cái mày nói ủa mày còn, mày có khách ở nhà mà thôi tao đi về đây. Cái nó nói không không không, tao cần mày nữa, tao cần hai người phụ nữ với một người đàn ông, tức là nó với lại hai người phụ nữ, nó cần threesome tức là làm tình với lại ba người cùng một lúc đó các bạn, tức là làm tình cùng lúc với hai người phụ nữ giờ giống như mấy trong phim XXX. Trời đất ơi các bạn ơi, biết không, bây giờ mình kể lại mình còn sốc sốc mà mình còn rùng, mình còn nóng hết trong người luôn. Trời ơi lúc đó các bạn ơi, tao không thể ngờ là mày làm như vậy. Tao đi về đây xong rồi mình ba chân bốn cẳng mình chạy ra khỏi cái nhà của ổng. Thật sự luôn các bạn, thật ra người ta không có dám cưỡng hiếp hay làm gì mình đâu, nhưng mà người ta nghĩ là mình có thể chấp nhận những cái tình huống đã rồi như vậy, nhưng mà mình không thể nào chấp nhận được. Kể cả cái chuyện chỉ có một mình ảnh mà mình không có tình cảm, mình không có gì, mà trong một cái buổi sáng mình đi làm, mình nói thiệt với các bạn chứ thời trẻ nếu như mà các bạn, nếu như mà các bạn phóng khoáng thì cái chuyện mà tình một đêm là bình thường thôi, nhưng mà cái phải là mình muốn, nhưng chứ không phải là một cái chuyện mà người này đẩy mình vào một cái tình thế mình đang muốn giúp đỡ mà không thể nào như vậy được. Xong rồi mình thấy mình sốc quá mình chạy về và sau đó không còn bạn bè gì luôn các bạn. Rồi một anh Ấn Độ. Xong mình kể cho các bạn ba trường hợp mà hẹn hò gọi là
cười ra nước mắt hoặc là tức tối hoặc là sốc như thế đó. Thì thật ra là chuyện gì cũng có, và nhất là những cái người đàn ông nước ngoài từ các nước khác nhau, cho nên là cái chuyện tâm lý, cái chuyện sinh lý và cái văn hóa nó rất là khác biệt. Cho nên là hy vọng là các bạn nữ nếu như mà muốn hẹn hò với trai Tây thì cũng nên là suy xét kỹ và nên đề phòng an toàn cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video và hy vọng là các bạn thích cái video này. Hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn chuông nhé. Mê Tây Vlog xin cảm ơn.